Mới đây tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với ngài Chai Navut, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam, nhằm trao đổi thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng giữa Việt Nam và Campuchia. Tại buổi làm việc, hai bên đã dành phần lớn thời gian để thảo luận về các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng nhằm chung tay hỗ trợ giúp đỡ Campuchia phòng chống dịch COVID-19. Bộ trưởng Bộ Công thương đã gửi tặng đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam 10.000 khẩu trang vải kháng khuẩn tặng các bộ đối tác của Bộ Công thương Việt Nam gồm Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới, Bộ Mỏ và Năng lượng của Campuchia mỗi bộ 10.000 khẩu trang y tế để phòng chống dịch kết thúc buổi làm việc bộ trưởng bộ công thương việt nam nguyễn hồng diên đã tổng kết các nội dung hai bên thống nhất giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị của bộ công thương phối hợp với phía campuchia tích cực triển khai bộ trưởng khẳng định bộ công thương luôn sẵn sàng phối hợp hỗ trợ các cơ quan và đại sứ quán campuchia tại việt nam trong việc thúc đẩy hợp tác việt nam campuchia ngày càng đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa trong thời gian tới